501 Room Air Capper 335 tiên là tìm nghệ khác đồ bật ấn nào chuông hai cái chuông kính nước viên cục ạch. Bóng đèn chìa khóa sẽ mặc vào này hoặc áo và trong vật hoặc cúc áo để lấy cái thẻ để mang thuốc lá sẽ dùng nút soi ở đây có 7395 7 2 9 5 cho cái màu xanh ở đây ấn các ô màu xanh bên xung quanh này và là nó hiện lên màu đỏ thì là được màu đỏ. Ok chuông nữa này, đây sẽ lấy chuông ở đây, sẽ móc bốn cái chuông vào đây, thử xem vào cái móc bốn cái chuông sẽ đúng được không? Mình không nhớ là cái chỗ nào cũng lúc này giờ sẽ mở cái vòng tròn này theo cái tựa từ nhỏ đến lớn 1 2 3 4 đây là màu sang trái sang phải xuống dưới lên trên sang trái sang phải xuống dưới cái cửa đó là sẽ để mở cửa ở đây sắt đặt thứ tự từ nhỏ to đến lớn phải đặt thứ màu xanh thì sẽ cho vào cho con cốc này thêm các màu xanh thì sẽ để ở đây màu xanh và di chuyển màu xanh thẳng đứng ngoài màu đỏ sẽ thẳng ở đây di chuyển hóa màu xanh vào đây này thì sẽ lấy ở đây đây sẽ đi kìm lấy cái đồng xu rồi ra màu số 1964 màu 964 cái que này sẽ phải cho cái đầu lớn ngoài cái số thì màu hồng xanh cam hồng trắng cam xanh hồng 1 2 3 trắng 1 2 3 4 cam 1 2 3 4 2 3 3 4 2 cái màu này sẽ được lấy cái màu của cục đèn giao thông ở trong này
Yeah, I got a band all day. Còn thiếu một cái bóng đèn này, một cái bóng đèn nữa là vào đây nhỉ. Đây. Đó, ai sẽ đi. Okay. Một cái bánh xe ở cái xe hàng ngoài để cho cái xe này. Cái này sẽ là xoay ra cái cái này thì mới xoay được. Ok, bây giờ mình tìm cái cuốn quá. Cái gì mà đâu nhỉ? Cái gì chim? Một thôi. Hai hả? Cho cái hòn đá vào đây để xe này nó nặng tông vào đây, chạy xuống đây tông một phát là cái cửa hấp thế là xong. Vì hoàn thành đó xin chào.